Chào mọi người, Trâm mới đi quay về và ngày hôm nay thì Trâm sẽ dẫn mọi người khám phá ngôi nhà mà Trâm đang ở nha. Thì cái nhà này Trâm đã ở được 1 năm rồi nhưng mà Trâm chưa bao giờ quay cho mọi người coi hết. Còn bữa nay thì Trâm quyết định là sẽ cho mọi người khám phá ngôi nhà của Trâm đang ở. Mời mọi người. Đó. Nhà của Trâm hơi nhỏ nha, mọi người đừng có che ha. Tại vì cái ngôi nhà này là Trâm mua ở chung cư. Thì cái căn phòng này á, cái nhà này á thì nó có diện tích là 68m2. Thì nó có 2 phòng ngủ và 2 cái toilet và 1 cái phòng khách và nhà bếp luôn. Đây, buổi chiều thì cái view của nhà Trâm sẽ là một cái view rất là đẹp luôn nha mọi người. Có thể ngắm được hoàng hôn luôn ha. Đây, mọi người thấy không? Đó, bầu trời buổi chiều khá là đẹp luôn ha. Đây là một cái không gian phòng khách. Đó, khi mà Trâm mua nhà thì Trâm cực kỳ thích cái thiết kế ở đây luôn. Là tại vì nó nối dài từ bếp ra tới cái phòng khách. Cho nên là cái phòng khách của mình nó cảm thấy nó sẽ rất là rộng. Tròn, bên đây mày biểu. Trời ơi, khách tới nhà mà làm gì sủa quầy vậy? Không được sủa nữa. Đây là cái bàn để ăn cơm. Đó. Thì hay nấu nướng cái gì thì thường là sẽ ở đây để mà bày biện ra. Trâm rất là thích nấu ăn, nhưng mà khi nào rảnh thì mới nấu thôi. Trâm tiết lộ cho mọi người biết luôn, thì Trâm là tự tay thiết kế cái ngôi nhà này, tự một tay làm luôn, làm trong vòng 1 tháng trời. Đó, tại vì lúc trước với Trâm thì Trâm ở trong cái phòng trọ ở bên Tân Phú cũng gần đây thôi, nhưng mà cái phòng trọ đó nó chỉ nhỏ bằng cái bếp này thôi à. Mình ở đó 4 năm thì khi mà quyết định mua căn nhà này thì nó rất là nhiều cái lý do luôn, và đặc biệt là lúc đó chưa có tiền. Cách đây 1 năm thì lúc đó chỉ có trong tài khoản 600 triệu 600 triệu đó là cái tiền mà mình đi làm phim nè, mình bán hàng online nè. Và 600 triệu đó là mọi người nghĩ đi, mình quyết định mình cầm cái số tiền đó mình đi mua nhà thì nó cũng hơi khó khăn một tí. Trâm cũng đi tìm khắp mọi nơi luôn để mà tìm cho mình một cái căn nhà nó phù hợp với cái giá tiền thôi, chứ mình mua mắc quá thì mình không có tiền. Mà được một cái thì ngân hàng người ta hỗ trợ mình vay, thì mình nghĩ là ok, mình nợ thì mình mới có thể mà cố gắng rồi mình kiếm tiền mình trả nợ được. Cho nên là quyết định là cầm 600 triệu đi mua. Ghê không? 600 triệu đi mua nhà. Mà lúc đó là nào là tiền xe nè, tiền xe trả góp chưa xong nữa nè, là rồi tiền xăng cộ, tiền nhà ở, tiền thuê, rồi tiền trang phục đi quay, ăn uống hàng ngày. Nói chung là nó rất là nhiều thứ để lo luôn mà dám cầm tiền đi mua nhà. Và đây là cái căn nhà mà Trâm đã mua. Đó. Lúc đó Trâm mua cái căn nhà này là 1.950 tỷ. Khi mà Trâm bắt đầu Trâm dọn vô ở thì Trâm phải chờ nó khoảng 1 năm. Tại vì lúc mà Trâm mua thì cái căn nhà này nó xây dựng lên được khoảng 10 lầu 10 rồi, thì Trâm mới quyết định mua, thì cho nên nó bị mắc hơn. Tại vì cái lúc mà mới mở bán ra thì có 1.6 tỷ thôi, nhưng mà lúc mà Trâm mua lại thì đến vẫn là 1.950 tỷ rồi. Và Trâm đã thiết kế hết tất cả mọi thứ, đi chọn từng cái đèn nè, rồi làm trần nhà như thế nào, đèn đuốc như thế nào, rồi từng cái hình ảnh, rồi ghế nè, rồi nói chung là tất cả mọi thứ trong nhà. Tại vì lúc trước Trâm ở bên nhà trọ thì không hề có một cái gì hết, cái tài sản lớn nhất là một cái máy giặt, còn qua bên đây bắt buộc là mình phải sắm sửa toàn bộ mới hết. Cho nên là đồ ở trong nhà đều là tự tay Trâm đi sắm, tự tay đi chọn từng cái hết luôn, từ cái thiết kế nhỏ nhất. Đây đầu tiên, không nói nhiều quá luôn á mọi người. Đây thì cái tủ này là sẽ là tủ đựng giày ha. Cái tủ đựng giày này thì là những cái đôi giày Trâm thường là Trâm thích mang những đôi giày thể thao, thì cái này là một số ít thôi, còn rất là nhiều nữa. Cho nên là giày, và đây là cái đôi Trâm nghĩ là gọi là cắt ruột cắt gan ra để mà mua. Thì đôi giày này 10 mấy triệu đó, không có dám mang luôn á mọi người, lâu lâu mới mang thôi, không dám mang luôn á. À, còn mấy đôi này thì khoảng mấy triệu thôi. Giày trong đây thì cũng rất là nhiều, toàn đa phần là giày cao gót ha. Mấy cái này là để mình đi quay, đi event. Dưới này cũng vậy đó, đa phần là những cái đôi giày Trâm hay mang đi quay rồi thôi. Đây, thật ra là giày của mình cũng không nhiều cho nên mình không khoe ha. Đây cũng một tủ nữa nè đó. Mệt lắm mọi người, làm con gái mệt lắm, giày dép tùm lum tà la hết. Còn mọi người biết cái này là cái gì không? Cái này là một cái xe đẩy. Tại vì trước mà Trâm dọn vô nhà thì anh chị bạn của Trâm biết Trâm bán hàng online mà phải khiêng đồ từ lầu 1 lên lầu 17 thì nó rất là cực, cho nên đã tặng cho Trâm một cái xe đẩy này để Trâm để hàng trên đây, Trâm đẩy lên đẩy xuống cho nó thuận tiện hơn. Thì cái xe đẩy này rất là thuận tiện luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ vô tới phòng khách. Phòng khách thì Trâm nói thiệt luôn nha, lúc đầu tiên mà Trâm
ý tưởng trong cái đầu của Trâm á là Trâm muốn làm cái tông nhà này nó là màu trắng xám, nhưng mà không ngờ lại nó ra cái bức tường này. Thì tất cả toàn bộ nhà là Trâm đều dán tường hết. Và mọi người biết tại sao nó lại ra cái tường này không? Nhìn vô nó sẽ bị hơi hoa mắt đúng không, nhưng mà thật ra thì nó cảm giác chút nó rất là mát mẻ. Màu này là màu xanh, mà bản thân thì Trâm cũng không biết là Trâm có hợp với màu xanh hay không. Trâm mạng thổ thì thường là hợp với màu đỏ hoặc là màu nâu hoặc màu vàng, nhưng mà mấy cái màu đó mình làm nhà lên thì nó rất là ghê. Cho nên là thôi Trâm định là màu xám luôn, với lại cái tường này sẽ là một cái họa tiết hình này luôn, như là màu xám. Nhưng mà cuối cùng khi mà đóng tiền ấy xong hết rồi thì người ta báo là cái này không có màu xám, cho nên bắt buộc là phải lựa màu khác. Thì Trâm quyết định là Trâm lựa cái này. Khi mà lựa cái tường này, dán cái tường này lên rồi làm điểm nhấn cho cái nhà, thì Trâm lỡ đặt cái bộ này màu xám rồi, cho nên là bây giờ nó sẽ không có đồng điệu với cái nhà. Bắt buộc là Trâm phải đi đặt lại một cái bộ màu xanh để cho nó phù hợp với lại cái tông này, nó đối diện với nhau. Đó, mọi người thấy không? Và đây là cái bàn. Này, nhà Trâm đơn giản lắm mọi người. Rồi Trâm phải đi lựa ba cái tấm hình này nữa để cho nó trên phòng khách, cho nó có một cái gì đó nó đồng điệu với lại cái phòng khách. Đó. Cho nên là cái góc này là cái góc mà Trâm nghĩ là những cái lúc mà Trâm mệt mỏi hay Trâm về, Trâm thường hay ngồi đây để mà coi phim. Đó. Tất cả mọi thứ đều là mua mới hết luôn nha mọi người. Rồi đi lựa cái tấm thảm này cũng phải lựa cho giống với lại cái bức tường nữa mới mệt chứ. Thiệt luôn á, khổ gì đâu luôn á. Tại cái bức tường này mà ra hết. Rồi, à đây mọi người thấy không? Đây là một cái đèn mà tự tay Trâm đi lựa nè. Trời ơi, Trâm để Trâm mở đèn cho mọi người coi ha. Đây, trời ơi, sáng rực luôn đó. Mọi người thấy chưa, cái nhà Trâm nó sáng hơn rồi đó. Thì cái đèn này là tự tay Trâm đi lựa và đi mua luôn. Nó khoảng 21 triệu, người ta giảm còn 19 triệu. Thì cái đèn này là cực kỳ thích luôn. Nhưng mà có điều là mình mở nhiều quá thì nó sẽ rất là nóng. Và đây là cái đèn mà Trâm cũng tự tay đi lựa luôn. Cái này để dưới bếp, không gian bếp nha mọi người. Đó, tất cả là tự đi lựa hết luôn. Rồi xong, phòng khách thì chỉ có nhiêu thôi đó, đâu có gì nữa đâu. Còn đây là một số cái cúp giải thưởng mà Trâm có. Thì cái này là của cái chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng, Trâm được quán quân nè. Đó, năm bao nhiêu nhỏ quên rồi. Đây là những cái cúp lưu niệm thôi nha mọi người. Rồi nghệ sĩ đa tài nữa nè. Rồi cái này là một chuyến phiêu lưu nè. Cái này là biệt đội 102 nè. Nói chung là nhiều cúp lắm mà Trâm để ở quê nhiều rồi. Còn cái này là của bên Điền Quân nè. Nói chung là cũng có vài cái cúp đó. Còn đây là cái nơi mà Trâm rất là thích luôn, đó là bàn thờ. Thường thì là bàn thờ thì là mình sẽ quay ra hướng cửa, nhưng mà tại vì mình ở chung cư đó, cho nên là mình không có thể nào mà để một cái bàn thờ chỗ nào nó phù hợp hơn với chỗ này cả. Thì miễn sao là mình có tâm là được rồi ha. Thì đây là những cái chú mèo, gọi là mèo chiêu tài đó. Thì bàn thờ này á, là Trâm chia sẻ thật luôn, là khi mà Trâm ở bên phòng trọ đó, là phòng trọ nó nhỏ cho nên là Trâm phải mua cái bàn thờ nó nhỏ thôi. Nhưng mà ông Địa với ông Hằng Tài á, là theo Trâm đã được bao nhiêu năm rồi. Nói chung cái bàn thờ này theo Trâm rất là lâu rồi, cho nên là Trâm cũng không có muốn thay đổi, mà Trâm vẫn muốn mình về nhà mới thì mình đưa mấy ông về nhà mới cho mình luôn, để mấy ông phù hộ cho mình làm ăn ha. Bây giờ mình sẽ đi vô phòng của mình. Rồi bây giờ sẽ khám phá phòng của Trâm nha. Đây là cái hình của một bé fan tặng nè. Đó, Trâm về Trâm treo ở đây. Đó, bây giờ phải bước vô phòng của Trâm nha. Tôi thui tôi lùi, bật đèn lên nào. Ten 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 ten. Xin mời mọi người. Thì mọi người thấy không, tự nhiên á Trâm lại giống như kiểu là cái nhà nó đang lỡ màu xanh rồi, cho nên là cho nó màu xanh hết luôn. Thì ở bên đây cũng là một cái điểm nhấn bức tường, đó là những cái tam giác màu xanh này luôn ha. Nó giúp cho mình một cái gì đó gọi nó mát mẻ hơn. Thì đây là cái tủ đồ đó. Đây nè, Trâm cực kỳ thích mấy cái đèn này luôn á mọi người. Mấy cái đèn này là tự tay Trâm đi lựa hết luôn á. Còn đây là góc để vali này nọ. Còn ở đây thì thôi đừng, mọi người đừng coi nha, đồ đi quay tùm lum hết cho nên là xếp không có được gọn cho lắm ha. Rồi trên đây sẽ là những cái gấu bông á của fan tặng á, nó hơi to cho nên là Trâm phải nhét nó hết lên đây chứ không thể nào mà để cho nó chiếm hết cái chỗ của Trâm. Trời ơi, mọi người biết con này là con gì không? Đây là con bò trong cái phim Thư Ký Kim nè, nó hot lắm. Xong rồi mấy bé fan tặng cho Trâm đó, nó bự như vậy nó chiếm hết chỗ của Trâm rồi, một mình nó nằm trong một cái tủ như thế này nè. Đây là tủ đồ này thì đa phần là đồ bận nè, đồ đi quay nè, thì đồ tùm lum hết mọi người ơi, cho nên mọi người đừng có chê nha, không có được nói là trời sao đồ đạt tùm lum tà la hết. Đây là đầm váy này nọ thôi,
kéo sơ xương thôi nha, không có để rõ đâu đó. Còn đây, trời ơi nó nhiều nè. Đây tất cả là mấy cái áo này là toàn là đồ để mà mùa đông để đi quay phim ở Đà Lạt hoặc là đi đi những cái nơi nào mà lạnh thì nó rất là nhiều luôn, không thể tả được. Nhét không còn chỗ để nhét nữa rồi mọi người à. Còn cái bên đây thì là một cái tủ đồ toàn là áo sơ mi hoặc là quần jean này nọ, trong có xếp lại như thế này. Nhiều lắm. Một núi trên đây nữa nè. Bởi vậy làm con gái mệt lắm mọi người ơi. Mai mốt đẻ con trai cho khỏe, đừng đẻ con gái nha. Rồi, bên đây thì sẽ là một cái tủ nhỏ thôi. Đáng lẽ ra thì Trâm phải làm một cái tủ cho nó dài theo cái đường này luôn. Nhưng mà khi mà Trâm làm thì Trâm nghĩ là nếu mà làm như vậy thì nó sẽ bị chiếm diện tích của cái phòng quá. Với lại mình cũng không quá nhiều đồ, Trâm thì cũng không có phải là mê túi này túi kia nhiều lắm đâu. Cho nên là không có làm như vậy mà mình chỉ để một cái gì đó nó đơn giản, nó gọn gàng nhất thôi. Tài sản của Trâm có nhiều đó. Thì ở đây sẽ có ba cái túi là gọi là cái túi gọi là yêu thích nhất là cắt ruột cắt gan ra để mà mua. Tại vì diễn viên thì cũng cần phải có một cái gì đó gọi là giống như là phải có một cái túi này túi kia để mà mình có thể đi event hay đi sự kiện này nọ. Thì cái túi này là cái túi Trâm rất là thích. Thì cái này là khoảng Trâm mua lại nha, cái này là của một người chị. Chị mua khoảng 44 triệu, sau đó là chị vừa đeo có một lần thôi thì chị bảo là mua đi chị bán rẻ cho, giống như là vừa bán vừa tặng vậy đó. Cho nên là chị bán lại 34 triệu. Đây, cái này là của LV. Chỉ có một cái thôi nha. Còn cái này là cái túi mà cũng lần đầu tiên tự bỏ tiền ra để mà mua một cái túi gọi là mắc tiền á. Cũng đứt ruột đứt gan lắm mọi người. Thì cái túi này có trị giá là 65 triệu, cái này là Gucci. Đó, thì cái này là lần đầu tiên đi mua túi hiệu luôn, là thích cái này cho nên là mua, nhưng mà cũng ít ra mang lắm. Rồi con này nhìn giống con tròn dễ sợ, con tròn hồi nhỏ nè mọi người. Rồi cái túi này là Trâm rất là thích luôn, cũng đứt ruột đứt gan á, nhờ một người anh ở bên Mỹ đem về. Thì cái túi này có giá là 2.400 đô, là khoảng bao nhiêu tiền nhỉ, chắc gần 60 triệu quá chắc vậy, nhớ là 2.400 đó. Thì cái túi này thì nó cũng Trâm cũng hay đi sự kiện event, Trâm hay xách là cái này đó. Tài sản chỉ có ba cái túi thôi đó mọi người, chứ còn hai chị Ngọc Trinh chắc chấp mười mấy ngàn cái này á. Mình thì mình không đam mê mấy cái đó, Trâm thì Trâm lại mê xe hơn mới chết. Thì đây là những cái mà hay mua nè. Còn đây là có một cái mắt kiến. Cái mắt kiến này thì ui da, cái mắt kiến này thì ấy da rớt rồi. Cái này thì khoảng 18 triệu. Cái này của LV luôn. Trời ơi xinh lắm, không dám đeo luôn á. Đây, cái này là 18 triệu, chỉ có một cái duy nhất thôi. Còn đa phần lại là những cái kính kia thì có mấy triệu. Mình cứ để ra đi thôi, mình gác lên sau nha. Cái này là của một chị, hơi mẹ, cái này là nước hoa. Thì của một người chị yêu thương đi châu Âu về tặng cho. Chứ mình cũng không dám mua, tại vì cái thương hiệu này nó rất là mắc, ít khi mua. Rồi, dây nịch thì có một cái dây nịch của LV và một cái dây nịch của Gucci. Thì cái này khoảng mười mấy triệu một cái. Đó, xương xương. Còn lại thì đây là toàn là đồng hồ với lại mắt kính không à mọi người. Mấy cái dòng mắt kính này thì khoảng 6-7 triệu gì một cái. Thì Trâm có khoảng 5-6 cái gì đó. Đồng hồ thì bao la luôn. Đồng hồ thì rất là thích đồng hồ. Rồi túi này là Trâm hay đeo nè. Cái túi này chỉ có mấy triệu thôi. Đó, thì nhiều túi lắm nhưng mà Trâm lọc hết rồi, Trâm cho bớt rồi. Đây là có mấy túi nó cũng rẻ rẻ à mọi người. Nói chung là ít có khi nào mà mua túi chi mà mắc tiền ở trơn á, tại nó phung phí lắm. Cái nào mà cần thiết để mà mình đi làm hay đi event này nọ thì ta mới mua thôi ha. Rồi, ở bên đây thì này là một cái bàn trang điểm gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Trâm thì Trâm thường khuếch tán tinh dầu để cho cái phòng của mình nó thơm lên đó mọi người. Trâm hay để cái này ha. Ở đây thì sẽ kiểu giống như là chứa đựng những cái nước hoa. Nước hoa thì của Trâm cũng nhiều lắm nhưng mà Trâm cũng cho bớt rồi, Trâm chỉ lọc lại những cái dòng mà mình thích thôi chứ không có phải là mình dùng đại trà quá làm cái gì. Đây là hai cái chìa khóa xe. Rồi thì đây mọi người thấy cái gì đây không? Đây là chiếc nhẫn vàng, cái này là bao nhiêu mấy chỉ nhờ? Cái này là hình như là 5 chỉ hay sao á. Đây là một cái chiếc nhẫn vàng mà mọi người biết ai tặng không? Cái này là của mẹ tính tặng cho Trâm. Khi mà Trâm mua cái nhà này xong á thì Trâm có làm một cái bữa tiệc nho nhỏ là đại gia đình ngồi ăn. Thì ở ngoài quê như Quảng Ngãi vô thì mẹ tính không có vô được, nhưng mà mẹ tính gửi cho Trâm đó là một chiếc nhẫn vàng.
gói tiệc mừng tân gia thì cái nhẫn này cực kỳ Trâm rất là trân trọng nó, tại vì ở dưới quê đã không có tiền rồi mà mẹ còn đi đổ vàng cho mình nữa, tại vì mẹ nói là lần đầu tiên con mua được nhà, thế nên là tân gia nhà mới thì mẹ không có phụ tiền mua nhà cho con được, cho nên là mẹ sẽ tặng cho con một chiếc nhẫn 5 chỉ. Trâm cũng không biết nó trị giá bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà mình sẽ để em đây và mình trân trọng nó ha. Đó. Đây là những cái dòng nước hoa mà Trâm rất là thích. À, có một cái để khoe đây, nhưng mà cái này không phải là để khoe nha mọi người. Đây, cái hộp này thì gọi là cái hộp để đựng đồng hồ. Trâm có rất là nhiều đồng hồ, nhưng mà chỉ có những cái mà gọi là hơi mắc tiền một xíu Trâm sẽ để trong đây. Thì đây là sẽ có một cái đồng hồ mà Trâm cực kỳ thích luôn. Đây là cái đồng hồ Rolex. Trâm chỉ có một cái đó thôi và Trâm cực kỳ yêu thích nó luôn. Cũng cắt ruột cắt gan mới mua nổi đó mọi người ơi. Rồi, còn mấy cái này thì của Swarovski nè, Versace nè, đó. Rồi Michael Kors thì mấy cái này đơn giản thôi. Đây là cái hộp, tại vì cái đồng hồ này nếu mà mình không có cho nó xoay á, thì nó sẽ bị đứng lại, cho nên mình phải chỉnh hoài, nó rất mất công. Đẹp đúng không mọi người? À, có một cái duy nhất thôi đó. Nói chung là khi mà Trâm mua cái nhà này á, là Trâm chỉ có 600 triệu và Trâm đã phải mượn tất cả những người chị, những cái người mà gọi là thân quen của mình á, thì đâu có phải đơn giản mà mình đi mượn được 100 triệu, 200 triệu đó, khó lắm luôn á. Rồi lúc đó mẹ ruột của Trâm á, là mẹ Thương á, thì cũng chạy đầu này chạy đầu kia để vay cho Trâm được 200 triệu. Rồi Trâm mượn thêm này nọ kia nữa, Trâm đóng vô được 1 tỷ. Là Trâm cầm 1 tỷ đó Trâm đi mua cái nhà. Khi mà người ta đóng cọc tiền nhà xong là 1 tỷ đúng không? Là mình vẫn còn nợ ngân hàng 950 triệu. Và lúc đó đang nợ cái xe thêm 500 triệu nữa, là tổng cộng là mình nợ 1 tỷ mấy ha. Nghe một con số 1 tỷ mấy là mình không biết đến khi nào mình mới trả được luôn. Thì cái ngày mà Trâm đi cọc tiền xong á, mọi người biết hả, Trâm cầm quyển cọc tiền về đó, nằm ở cái phòng trọ mà có 4 mét vuông thôi mà nằm khóc như một con điên, khóc kinh khủng khóc luôn. Tại vì lúc đó mình cái cảm giác mà không biết tả sao cho mọi người hiểu nữa, mà nó thực sự rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là tự nhiên á, mình giống như là mình có được cái căn nhà đầu tiên ở Sài Gòn vậy đó. Nó quan trọng kinh khủng luôn. Và mình cảm thấy hạnh phúc quá, nằm khóc. Xong rồi cái hết chị này tới chị kia hỏi là ừ em đi cọc tiền nhà về chưa, xong hết chưa, ok chưa. Xong rồi mình càng khóc nhiều hơn nữa. Rồi mình cảm ơn tất cả mọi người vì đã lúc đó đã cho Trâm mượn tiền để mà Trâm mua được cái nhà này. Nhưng mà cũng thông báo cho mọi người một tin vui luôn, là năm nay là Trâm cũng đã trả xong hết nợ rồi. Vậy là chỉ còn đúng 1 năm thôi là cũng chính bàn tay gầy nợ này cũng đã gầy xong, trả xong hết nợ rồi. Thì cái đây là một cái không gian phòng ngủ của Trâm, tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ấm cúng nha mọi người. Mình rất là trân trọng những cái gì mà Trâm mua được, tại vì mình cũng phải làm rất là cực khổ mới có thể mua nó, cho nên là cái gì Trâm cũng trân trọng hết. Còn đây là một cái lịch quay. Mọi người thấy lịch quay của tháng này chưa? Đó, định treo lên nhưng mà sợ treo lên nó xấu cái nhà, cho nên là ghi tới đâu là để đó. Thì đây là lịch quay cho tới tháng 3 luôn rồi, tới cuối tháng 3 luôn rồi. Lịch thì rất là nhiều. Cái này là mình chỉ cập nhật những cái lịch mà quan trọng để mình nhớ thôi. Tại vì bây giờ già rồi mọi người, lớn tuổi rồi hay quên lắm. Rồi bây giờ có một cái phòng, mà cái phòng này là của bé em. Bé em này là ở với Trâm cũng được 4 năm rồi. Ở với Trâm từ cái lúc mà Trâm còn ở thuê, ở mướn ở bên cái phòng trọ bên kia chật chội. Và bây giờ là bé đã ở với Trâm được 4 năm rồi. Và bây giờ mình sẽ qua cái phòng bên đó. Thì cái phòng bên đó là cái phòng mà để Trâm kiếm tiền, để Trâm trả hết nợ. Nó là nó đó. Đi thôi. Đây. Trời ơi, cái phòng này thì nó hơi bừa tí nha mọi người. Tại vì ở nhà mà, cho nên là chấp nhận thôi. Thì cái bao này là một cái bao gọi là bao đồ. Tại vì thường là Trâm hay quay phim á, là sẽ sử dụng bộ này. Rồi quay về xong rồi mình giặt rồi mình ấy này nọ, xong mình cho vô bao đây rồi bắt đầu mình live stream mình bán. Mình bán để mà mình kiếm tiền, và mình bán được bao nhiêu tiền thì mình sẽ đi từ thiện. Để cái đồ này là đồ quay, mình bận được 1 lần, 2 lần. Xong rồi Trâm live stream hết mấy tiếng đồng hồ Trâm kiếm tiền để Trâm đi từ thiện luôn. Là cái này. Đây là phòng của bé em. Thì đây là cái thùng để đựng hàng thôi. Đây là cái bàn gì mọi người biết không? Cái này là cái bàn của tổng giám đốc Hồ Bích Trâm. Kim trợ lý, kim bán hàng, kim thư ký, rồi kim soạn hàng. Là cái bàn này là cái bàn để mà Trâm live stream. Nhiều người Trâm sẽ live stream Trâm ngồi trong cái phòng này. Thì cái phòng này cũng đầy đủ tiện nghi hết, cũng có giường, tất cả mọi thứ luôn. Đó, thì bé em là sẽ ngủ bên đây. Rồi có máy lạnh đầy đủ hết luôn nha. Còn đây tất cả là hàng hóa. Cái này là hàng hóa để mà Trâm bán hàng ha. Đây nè mọi người. Đây,
bên đây mới gọi là tiền nè. Đó, nhà thì không có gì chứ đặc biệt là hàng nhiều lắm. Hàng hóa thì bây giờ hiện tại là Trâm đang bán khoảng gần 300 sản phẩm. Cho nên là mỗi tối á, ban ngày thì Trâm đi làm, ban đêm á, thì Trâm về Trâm live stream. Có khi Trâm soạn hàng tới 2-3 giờ sáng luôn. Kiếm đồng tiền nó không có đơn giản đâu mọi người. Quan trọng là mình chịu khó hay không. Đây là hàng hóa tất cả là Trâm đang bán hết ha. Có 10 cái sản phẩm là tự tay Trâm sản xuất luôn. Mình đặt hàng người ta sản xuất theo cái thành phần của những gì mà mình muốn á, thì đa phần là sản phẩm thiên nhiên hết. Có tên thương hiệu là Hồ Bích Trâm. Đó, đây là một cái không gian gọi là cái phòng kiếm tiền. Hồi nãy giờ thì Trâm cũng đã nói khá là nhiều rồi, 20 mấy phút cho một cái giới thiệu về cái nhà, mà trong khi cái nhà không có gì trơn á. Một cái nhà gọi là rất là đơn giản, ấm cúng luôn. Và tự tay Trâm làm, tự tay Trâm thiết kế hết ròng rã trong vòng một tháng trời. Mọi người biết là một tháng đó là Trâm chạy như một con vịt, đen như một con mọi để mà lo cho cái nhà. Tại vì làm đủ thứ, mọi thứ, nói chung là từng cái chi tiết nhỏ là mình cũng phải lo rồi. Tivi, tủ lạnh, bàn máy, rồi cả cái rèm này cũng phải tự đi lo rồi. Ghế, sofa, rồi bàn. Đó, nói chung là nhiều thứ lắm. Cho nên là tiền nội thất của nhà này không á, nhìn đơn giản thì thôi mọi người, nhưng mà thật ra là cũng 300-400 triệu á, chứ không ít đâu. Tại vì Trâm phải sắm hết toàn bộ mới hết luôn, từ cái phòng nhỏ tới phòng to nè, bàn, tủ, ghế rồi tùm lum tà la hết. Nói chung là 300-400 triệu á, là Trâm thấy trời ơi, nó bằng cả một cái nhà xây dưới quê rồi. Nhưng mà tại vì mình cái nhà đầu tiên của mình mà, cho nên là mình phải làm cho nó phải đủ đầy đủ một tí. Đó, thì mọi người cũng thấy đó rất là đơn giản luôn. Không biết là mọi người có thấy đẹp hay không, nhưng mà đối với Trâm á, trong mắt của Trâm thì nó là một ngôi nhà mơ ước của riêng bản thân mình. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Đây là lần đầu tiên mà Trâm khoe cái nhà của mình ở Sài Gòn. Tại vì Trâm ít khi nào mà Trâm lên báo chí hoặc là Trâm chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình lắm. Tại vì Trâm không muốn khoe mẽ ra rồi mọi người lại nói này nói kia. Rồi cũng sẽ có người nói là tại sao chị ở Sài Gòn lại như thế này mà mẹ dưới quê là như vậy, rồi sao không đón mẹ chị lên. Thật ra thì là mẹ chị ở quê á, không có thích lên Sài Gòn đâu mọi người. Cô không thích ở như vậy đâu, thích ở dưới quê một cái gì đó nó mộc mạc, nó đơn giản, nó giản dị như vậy á. Cái chủ yếu là cái không khí ở dưới quê nó rất là thích. Cho nên là mẹ bây giờ có rước cho tiền mẹ, mẹ cũng không đi nữa, không bao giờ mẹ vô đây đâu. Cho nên là nghỉ hè này á, là Trâm ở một năm rồi mà mẹ cũng chưa vô luôn. Thì nghỉ hè này Trâm hy vọng là mẹ sẽ vô đây và để tham quan, biết được nhà của Trâm trong Sài Gòn như thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của Trâm. Và nhớ là đăng ký và nhớ là mở cái chuông thông báo nha. Khi nào clip của Trâm up lên thì mọi người sẽ bay vào coi liền ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye. Đây là một cái bí mật động trời của Trâm, Trâm giấu trong đây. Mọi người biết là cái gì không? Tên 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 tên. Đây là một con heo đất. Tại sao nó có màu vàng? Tại vì Trâm hợp với màu vàng mà Trâm đi mua thì Trâm thấy có con này là nó xấu nhất trong những cái con mà nó nằm ở đó. Cho nên là mình sẽ lựa nó, mình không thích cái con nào nó đẹp. Muốn cái con gì đó nó xấu. Giờ mình sẽ thả cho nó rơi tự do và đã đập luôn số tiền nha mọi người.